Anh Quơ Quy cho em xin đôi giày. Chào mừng các bạn đến với kỹ năng tự vệ số thứ nhất và số thứ hai. Hôm nay chúng ta sẽ học cách tự vệ bản thân khỏi fan cuồng của các rapper. Đầu tiên là nếu có một fan thành ro chặn bạn ngoài đường, bạn hãy hỏi nó rằng idol nó và ít kêu ai lặn lâu hơn. Trong khi nó đang suy nghĩ câu trả lời, bạn hãy lập tức khóa tay và khống chế nó. Khi bạn gặp một fan lăng eo đi, bạn hãy giơ một cuốn lịch lên và khẳng định rằng năm 1968 mới là năm Mậu Thân. Trong lúc nó đang thất vọng về bản thân mình vì thường xuyên trốn tiết sử, nhân cơ hội đó, bạn hãy đánh trả nó. Nếu bạn bị một fan na tấn công, hãy đọc câu lyric tao không vào địa ngục thì ai, nó sẽ lỡ miệng đọc tiếp địt mẹ bờ lết xả. Bạn hãy nhân cơ hội đó đẩy nó ngã và giao nộp cho công an. Nếu bạn gặp phải một fan Ozzyjin, bạn hãy nói với nó thứ duy nhất idol mày bận đó là bận tâm về mấy thằng hater. Nó sẽ lập tức cảm thấy như được bạn khai sáng. Nhân cơ hội đó, bạn hãy đá vào đầu gối nó và bỏ chạy. Khi bạn đụng độ một fan hưng cao, hãy nhảy ra sau lưng và giật một sợi dây có sẵn ở cổ nó. Nó sẽ lập tức bị bạn điều khiển. Còn đây là một trường hợp đặc biệt, đó là khi bạn bị fan Quơ Quy tấn công. Với trường hợp như này thì chúng ta sử dụng chiêu thức lấy ngu thắng cương. Thay vì giải quyết bằng vũ lực thì bạn chỉ việc định fan Quơ Quy với nhiều từ hoa mỹ như: ồ tôi cũng quý idol của bạn vì anh ấy đóng góp rất nhiều về nền hip hop Việt Nam hiện tại. Từ hôm Quơ Quy một solo 3 ở Rap Việt mùa 2 thì tôi đã bắt đầu quý idol của bạn rồi. Lợi dụng khi fan của Quơ Quy đang sướng run khi idol của họ được định thì ngay lập tức bạn hãy khóa tay và làm họ ngã gục xuống vì lúc này họ đã nới lỏng phòng vệ. Đừng quên tặng nó một câu punchline: tao nịnh idol mày xong rồi vậy tao có được tặng một con Mercedes màu xanh không nhỉ? Với kỹ năng múa chõm như Phương Nam Bùi thì tôi tin chắc rằng không ai là đối thủ của bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy bảo vệ bản thân mình thật kỹ nhé. Và đừng quên lấy tiền lì xì đặt mua áo Duck Batman vì mồng 1 tới giờ. Chủ kênh VN chỉ ăn cơm chan với nước mắt. Tới đây bạn nghĩ clip này không có MCK thì các bạn nhầm to rồi. Nếu không may bạn bị fan của MCK túm lấy thì bạn hãy nói là: khá đấy, nhưng mày không có lông nách thì mày đâu phải là fan của MCK. Nói xong thì bạn chỉ cần gạt giò nhẹ nhàng cũng đủ để làm đổ vỡ lòng tự trọng của nó. Lưu ý, cách này chỉ là tạm thời vì kiểu gì nó cũng bật dậy và hét to ghi tên đi lên hater Mamer Paper. Bạn chỉ việc lên gối là xong.